bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Rashford hứa phá kỷ lục ghi bàn của Man United. Ten Hag ra lệnh chiêu mộ Aurelien Tchouaméni. PSG chính thức bật đèn xanh để Mbappe đến với MU. Đội hình MU trận khai màn Premier League. Rashford hứa phá kỷ lục ghi bàn của Man United. Tiền đạo Marcus Rashford đã ghi 123 bàn kể từ khi đến Man United và đang theo đuổi kỷ lục 253 bàn của Wayne Rooney ở một giải mới. Trong khi huấn luyện viên Erik ten Hag thách thức anh ghi 40 bàn. Rashford tiết lộ tiền bối Wayne Rooney đã khuyến khích anh săn lùng cột mốc của mình và bản thân anh cũng đặt mục tiêu phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đàn anh tại Manchester United sau khi cam kết tương lai với câu lạc bộ. Chân sút Rashford đã ghi 123 bàn sau 359 trận kể từ khi gia nhập học viện Man United để khẳng định mình là một trong những ngôi sao của đội bóng. Và sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm trị giá là 300.000 bảng một tuần, kỷ lục ghi 253 bàn thắng của Wayne Rooney dường như nằm trong tầm tay. Rashford trong cuộc nói chuyện với đối tác của Sky Bet đã tiết lộ với Gary Neville rằng cựu tiền đạo Wayne Rooney đã khuyến khích anh theo đuổi kỷ lục của mình đang giữ tại câu lạc bộ. Hy vọng tôi sẽ phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Wayne Rooney cho Man United. Bạn sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tất cả những gì tôi làm là ghi bàn và cố gắng kiến tạo. Tôi đã nói chuyện với Wayne Rooney về điều đó, và anh ấy rất muốn tôi làm được điều đó. Wayne Rooney nói sẽ tốt cho tôi khi phá kỷ lục ghi bàn, vì tôi đã trưởng thành ở câu lạc bộ. Tôi mong có cơ hội để thử và biến nó thành hiện thực. Rashford vừa ký hợp đồng mới sau mùa giải ghi bàn tốt nhất của anh cho đội bóng với 30 bàn sau 56 lần ra sân trong chiến dịch 2022-2023. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Man United đạt được thành tích này kể từ thời Robin van Persie một thập kỷ trước. Huấn luyện viên của Man United Erik ten Hag đã đặt cho Rashford thách thức ghi 40 bàn thắng trong mùa giải sắp tới. Và Rashford tin rằng anh có khả năng đạt được kỳ tích ấy nếu không dính chấn thương trong suốt mùa giải. Mùa giải trước đó, tôi luôn nhắm tới 20 bàn thắng. Đó là một tiêu chuẩn tốt cho một cầu thủ chạy cánh, Rashford nói. Nhưng mùa này, tôi đã chạm mức 30 và tôi luôn cố gắng để tốt hơn. Và cuối mùa, tôi đã phải vật lộn với một vài chấn thương. Nó khiến mục tiêu của tôi cạn kiệt một chút. Nếu ở trạng thái bình thường, tôi cảm thấy mình có thể đạt 35 hoặc 40 bàn thắng. Ngôi sao của Man United cũng cho biết tinh thần chiến thắng của huấn luyện viên ten Hag từ sau khi ông đến câu lạc bộ mùa trước đã giúp thay đổi vận may của đội bóng. Khi Erik ten Hag đến, tôi chưa từng nghe ông ấy nói về việc lọt vào top 4 một lần nào. Ông ấy chỉ muốn giành các danh hiệu và muốn các học trò có tâm lý đó. Không quan trọng chúng tôi đang thi đấu ở giải đấu nào, ông luôn cố gắng giành chiến thắng mọi thứ. Chúng tôi đã cống hiến hết mình nhưng để thất vọng tại Europa League. Còn ở Premier League, có giai đoạn chúng tôi không phòng ngự tốt và không ghi được nhiều bàn thắng như trước nữa. Đó là điều mà huấn luyện viên ten Hag muốn cải thiện. Hiện tại, chúng tôi có một huấn luyện viên hoàn toàn tận tâm để giành chiến thắng bằng mọi giá và ông ấy muốn chúng tôi trở thành tốt nhất có thể với tư cách cá nhân lẫn tập thể. Rashford thừa nhận sẽ là một giấc mơ khi được nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League với đội bóng thời niên thiếu của mình. Quỷ đỏ trở lại Champions League với vị trí thứ 3 một giải trước, nhưng kém nhà vô địch Premier League là đội bóng cùng thành phố Man City tới 14 điểm. Rashford tin rằng Ten Hag có thể giúp câu lạc bộ thực hiện bước tiếp theo để kéo lại khoảng cách với đối thủ Man City. Khi bạn nghĩ về cuộc chơi một cách sâu sắc, không có gì tốt hơn là giành chiến thắng tại Manchester United. Huấn luyện viên Erik ten Hag muốn chúng tôi giành được những danh hiệu. Cũng có một số trận đấu mà ông ấy nổi giận giữa hiệp vì chúng tôi chơi không tốt. Huấn luyện viên Erik ten Hag bảo chúng tôi hãy lắng nghe và thư giãn vì ông ấy biết chúng tôi chơi không tốt. Không quan trọng nếu chúng tôi ghi 1-0 hay 3-0, nhưng chúng tôi phải giành chiến thắng. Huấn luyện viên không cần phải nhắc nhở chúng tôi nữa. Điều đó phải diễn ra một cách tự nhiên. Ten Hag ra lệnh chiêu mộ Aurelien Tchouaméni. Theo Sport, Quỷ đỏ có thể sẽ xúc tiến việc đàm phán chiêu mộ cầu thủ người Pháp. Manchester United đã sắp có cho mình bản hợp đồng thứ 3 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi Rasmus Højlund đã đến đại bản doanh của Quỷ đỏ, chuẩn bị hoàn tất mọi thủ tục ra mắt câu lạc bộ. Tuy nhiên, kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhiều nguồn tin cho rằng thuyền trưởng Hà Lan muốn bổ sung chất thép cho hàng tiền vệ và đang nhắm đến Sofyan Amrabat bên phía Fiorentina. Ngoài cái tên kể trên, The Sport tiết lộ rằng thuyền trưởng Quỷ đỏ cũng đang dành sự quan tâm cho ngôi sao Real Madrid Aurelien Tchouaméni. Nhật báo trên cho hay, Man United dự định sẽ đưa ra lời đề nghị hỏi mua ngôi sao người Pháp. Dù Tchouaméni vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống tại Real Madrid, nhưng trong bối cảnh đội bóng La Liga đang muốn tạo điều kiện để chiêu mộ Kylian Mbappe, họ có thể chấp nhận hy sinh cựu tiền vệ của câu lạc bộ AS Monaco. PSG được đồn đoán là muốn bán Mbappe ngay trong mùa hè này, nhưng ngôi sao người Pháp hiện đang giữ quan điểm ở lại và chờ đợi động thái đến từ Real Madrid. PSG chính thức bật đèn xanh để Mbappe đến với MU. PSG chính thức bật đèn xanh cho Manchester United hay bất cứ đội bóng nào đang theo đuổi Kylian Mbappe.
Theo truyền thống Anh, huấn luyện viên Ten Hag sẵn sàng phá kỷ lục thế giới để vượt mặt Real Madrid và giành lễ chính ký của tiền đạo người Pháp. Sau thương vụ chiêu mộ Ousmane Dembélé từ câu lạc bộ Barcelona, PSG tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng khi tiến gần tới việc sở hữu chữ ký của Gonçalo Ramos, chân sút thuộc biên chế câu lạc bộ Benfica. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cách đây ít phút đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Theo đó, chân sút người Bồ Đào Nha sẽ chuyển tới sân Công viên Các Hoàng Tử theo một bản hợp đồng 5 năm có thời hạn đến hết tháng 6 năm 2028. Với việc liên tiếp đem về những ngôi sao trên hàng công, PSG được cho là đã chính thức bật đèn xanh cho bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu Kylian Mbappe. Hai đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của siêu sao người Pháp là Manchester United và Real Madrid. Dù vậy, các nguồn tin lớn cũng tiết lộ rằng PSG ưu tiên bán Mbappe cho MU bởi những mâu thuẫn từ trước đó với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Mức phí để chiêu mộ tiền đạo sinh năm 1998 có thể lên tới hơn 200 triệu euro, phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá thế giới. Gonçalo Ramos cũng từng là mục tiêu chuyển nhượng MU khi đội chủ sân Old Trafford từng cử người tới theo dõi cầu thủ này từ khi huấn luyện viên Ralf Rangnick còn nắm quyền. Dù vậy, sau khi huấn luyện viên Ten Hag được bổ nhiệm, ông đã chuyển hướng sang chiêu mộ Rasmus Højlund từ câu lạc bộ Atalanta. Tất nhiên, khó có thể kỳ vọng một tài năng trẻ 20 tuổi ngay lập tức tỏa sáng. Đây được xem là lý do lớn nhất khiến Man United quyết tâm phá kết chiêu mộ thêm tiền đạo. Với đẳng cấp của mình, Mbappe được kỳ vọng có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường khắc nghiệt của ngoại hạng Anh. Theo tờ L'Équipe, ưu tiên hàng đầu của Mbappe vẫn là Real Madrid, đội bóng mà thần tượng thời thơ ấu của anh là Ronaldo từng thi đấu. Tuy nhiên, việc Los Blancos sớm trao chiếc áo số 7 huyền thoại cho Vinicius đã khiến cầu thủ này thay đổi ý định. Manchester United là nơi làm nên tên tuổi của CR7 nên cũng có thể xem như là bến đỗ lý tưởng dành cho Mbappe. Bên cạnh đó, những dấu hiệu tích cực kể từ khi huấn luyện viên Ten Hag lên nắm quyền được cho là đã thuyết phục ngôi sao người Pháp đồng ý chuyển tới ngoại hạng Anh thi đấu. Đội hình MU trận khai màn Premier League. Trang Manchester Evening News đã đưa ra những nhận định về 20 ngôi sao sẽ góp mặt trong cuộc thư hùng với Wolves. Huấn luyện viên Ten Hag cuối cùng cũng đã có thể nâng cấp chất lượng hàng tiền đạo với việc chiêu mộ thành công Rasmus Højlund từ câu lạc bộ Atalanta. Theo Manchester Evening News, Quỷ Đỏ đã phải chi ra con số 72 triệu bảng để thuyết phục Atalanta nhả người. Khoản phí khổng lồ đó đã đưa mức chi của Man United hè này lên là 179,2 triệu bảng. Số tiền trên cộng thêm 220 triệu bảng mà Ten Hag đã chi để nâng cấp đội hình cách đây một năm là minh chứng cho thấy giới thượng tầng ủng hộ thuyền trưởng người Hà Lan như thế nào. Mùa trước, Ten Hag chỉ đưa hai tân binh vào đội hình chính Quỷ Đỏ trong trận đấu khai màn mùa giải trước câu lạc bộ Brighton. Nhưng lần này, ông đã thực hiện sự thay đổi hơn một nửa đội hình và họ sẽ kết hợp cùng với những ngôi sao đang thể hiện màn trình diễn ấn tượng như Marco Rashford, Bruno Fernandes và Luke Shaw. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man United là một tập thể thiếu gắn kết, thiếu bản sắc và nhiệm vụ quan trọng của Ten Hag là đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Ở cuộc chạm trán với Wolves trong ngày khai màn Premier League có thể sẽ là chứng kiến một Quỷ Đỏ với diện mạo mới toanh. Nơi vị trí thủ môn, người hâm mộ sẽ không còn được thấy hình ảnh quen thuộc đến từ David De Gea, mà thay vào đó là tân binh Andre Onana. Hàng thủ sẽ trông khá giống với mùa giải trước khi chưa có sự bổ sung lớn nào. Johnny Evans đã được ký hợp đồng ngắn hạn và có thể được cân nhắc gia hạn thêm trong bối cảnh tương lai Harry Maguire không chắc chắn. Tiền Malaysia hiện đang ngồi ngoài nên có thể không kịp quá mặt. Sự bổ sung lớn ở hàng tiền vệ là Mason Mount. Mặc dù Casemiro và Christian Eriksen đã cho thấy sự ăn ý mùa giải trước, nhưng cả hai đều đã ngoài 30 và không thể dựa vào nhau để chơi mọi trận đấu được. Mason Mount khắc phục vấn đề đó bằng cách thay thế vị trí của Eriksen. Anh sẽ cùng ngôi sao người Đan Mạch cạnh tranh vai trò luân chuyển bóng cũng như hỗ trợ cho Casemiro. Nhiều khả năng, Fred và Donny van de Beek sẽ nói lời chia tay Man United khi ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng bộ đôi này đã quyết tâm tìm kiếm bến đỗ mới. Tài năng trẻ Kobbie Mainoo sẽ được trao cơ hội, nhưng chấn thương ở trận đấu gặp Real Madrid khiến anh không thể tham dự giai đoạn đầu của mùa giải. Trước tình huống đó, Ten Hag muốn giữ lại Scott McTominay ở lại bất chấp sự quan tâm tới từ West Ham. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nếu ông tái hợp với Sofyan Amrabat. Højlund là sự bổ sung quan trọng trên hàng công và mang đến cho Ten Hag một sự lựa chọn đáng tin cậy ở vị trí số 9. Mùa giải trước, Ten Hag đã vô cùng chật vật với những lựa chọn như là Cristiano Ronaldo, Anthony Martial và Wout Van Aert. Tuy nhiên, sự non nớt về mặt kinh nghiệm có thể khiến ngôi sao 20 tuổi gặp đôi chút khó khăn. Trong trường hợp Højlund chưa thể thích nghi, Rashford hoặc Anthony Martial sẽ là những phương án kéo dài thời gian cho đến khi Højlund bắt nhịp được với lối chơi chung. Ở hành lang cánh, bên cạnh Rashford, những Anthony, Jadon Sancho hay Alexandro Garnacho cũng có khả năng góp mặt trong đội hình và sẽ cạnh tranh một vị trí đá chính. Sau đây là đội hình 20 ngôi sao của Man United trong ngày khai màn, theo dự đoán của Manchester Evening News. Thủ môn Andre Onana, Tom Heaton, hậu vệ Dalot, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw.
tiền vệ Casemiro, Mason Mount, Eriksen, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Van der Beek. Tiền đạo Højlund, Rashford, Anthony, Jadon Sancho và Garnacho.